những quy tắc xã hội mà ít ai nói cho bạn biết. Các bạn hãy cùng mình xem nhé! Đừng bao giờ hối tiếc những việc đã xảy ra trong quá khứ, vì tại thời điểm ấy, đó chính xác là những gì bạn muốn, và tại thời điểm hiện tại, bạn không thể làm gì để thay đổi nó. Trên đời này không có người không thể thay thế, vì vậy, chia tay rồi có thể đau khổ, nhưng đừng để bản thân mãi chìm trong cái hố đó, thật sự không đáng. Người ta có thể tự chê bai, chế giễu bản thân, nhưng bạn tuyệt đối không được phụ họa. Đừng dùng bí mật để lôi kéo bạn bè, bởi bạn không có nhiều bí mật để có thể giữ chân họ vĩnh viễn. Có nhiều chuyện rõ ràng biết đáp án rồi còn hỏi, hỏi ra cũng thêm ngượng ngùng mà thôi. Vậy nên dứt khoát không hỏi làm gì. Ví dụ, cậu vẫn chưa lấy chồng à? Cậu còn thất nghiệp hả? Bạn chỉ nên kể về quá trình thực hiện khi kế hoạch đã thành công, bởi chẳng ai muốn nghe thuyết giảng từ kẻ thất bại cả. Cách tốt nhất để thành công chính là làm theo những lời khuyên mà bạn dành cho người khác, bởi vì nó sáng suốt và không bị cảm xúc quấy nhiễu. Tiền bạc giải quyết 99% vấn đề, 1% còn lại là do quyền lực và địa vị xã hội quyết định. Hãy cẩn thận với những gì bạn nói, hoặc nếu cảm thấy không chắc chắn thì đừng nói, bởi vì những lời nói đó có thể được người khác mang đi rèn thành kiếm và đâm vào lưng bạn lúc nào không hay. Đối với việc tiếp nhận quà cáp từ ai đó, nên nhớ rằng mỗi món quà đều mang theo mục đích riêng, bạn đáp ứng được mục đích của người tặng thì mới nhận, còn không thì từ chối cũng chẳng mất mát gì. Thất bại giúp con người ta nhận ra điểm nào nên tiếp tục phát huy, điểm nào nên từ bỏ, không phải để bạn lao đầu vào sửa chữa điều mà bạn nên từ bỏ. Người ta cố gắng học hành, chăm chút ngoại hình để tìm gặp bạn đời xứng vai phải lứa. Bạn dựa vào đâu đòi họ yêu một người lười biếng, xấu xí, tính tình gàn dở? Tình yêu không phải như phim ngôn tình. Nếu bạn không cố gắng, đừng trách ông trời tại sao không cho bạn gặp kỳ tích. Ngoại trừ cha mẹ và chính bạn, đối với ai cũng nên cẩn trọng một chút. Bạn không biết thứ ở phía sau lưng họ là hoa hay gươm giáo đâu. Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó. Cuộc đời còn đến mấy chục năm, chứ không phải ngõ cụt để bạn than trời trách đất. Người ta nói tình yêu quan trọng hơn tiền bạc. Vậy bạn có bao giờ thanh toán một bữa ăn tại nhà hàng bằng một cái ôm hay lời tỏ tình chưa?